ra mình cho thấy sự xuất sắc trong việc tìm bàn thắng vào lưới của Việt Nam. Trọng tài là vừa rút ra thẻ vàng với Tuấn Tài. Hình ảnh các cầu viên nước ngoài trên khán đài của sân Mỹ Đình mặc áo cờ đỏ sao vàng và cổ vũ cho hoa vàng Việt Nam. Ngày hôm nay trên các con phố từ Bắc vào Nam. Nhưng đôi khi trong bóng đá trong rủ là có may và có lẽ là đội bị xuyên phải giáng tâm trong chung kết đã lại là người nhận được bóng quyết định để mang tới cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số có thể là quyết định vào trận đấu này. Quý vị có thể nhìn thấy ở đây là các tình huống của mình đã quá thời gian đã từ giờ và hy vọng là một cuối cùng dành cho Thái Lan. Đó là những điều của